Tháng 12 này tại thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện Beat Up với quy mô lớn sẽ diễn ra tại công viên Lê Văn Tám. Trong 3 ngày, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm mua sắm tại Asin Check-in và có cơ hội nhận được nhiều quà tặng bất ngờ. Sự kiện Beat Up sẽ diễn ra duy nhất trong 3 ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12. Thưởng thức chương trình nghệ thuật hàng đầu quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng. Hãy đến với sự kiện Beat Up để mua sắm và có cơ hội nhận được nhiều sản phẩm quà tặng thú vị các bạn nhé. Bạn sẽ nhận được nhiều quà tặng cực kỳ thú vị và bất ngờ khi check-in tại Asin. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.